chủ gửi lô cây góc 10x24, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu nhà vườn khu tái định cư Lộc An Bình Sơn nha anh chị nha. Đường 24m đi ra đường D18. Qua đây là dự án STC 23 ha của Long Thành. Đường song hành 769 và đường 769 khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Giá thời điểm của lô đất này là 9 tỷ nhưng bây giờ chủ cần tiền bán 5 tỷ 3. Anh chị nào quan tâm để lại số điện thoại cho em nha, hoặc là gọi số điện thoại trên màn hình. 10x24, khu nhà vườn, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, đường 24m, khu nhà vườn, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, sát bên là khu STC Long Thành 23 ha. Giá khởi điểm 9 tỷ, bây giờ chủ cần tiền bán 5 tỷ 3. Anh chị nào